Cô chào tất cả các em học sinh khối 10 trường Lê Hồng Phong, thành phố Vũng Tàu. Hôm nay cô trò chúng ta lại tiếp tục học về bài đầu tiên, đó là bài truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam. Bài này các em đã được học 3 tiết rồi. Tiết 1 các em học về lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc. Tiết 2 và tiết 3 chúng ta đang học về phần 2 Nam Mã, truyền thống vẻ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước. Hôm nay cô trò chúng ta lại tiếp tục học những cái phần tiếp theo. Về truyền thống vẻ vang của dân tộc ta bao gồm có 6 nội dung. Thì các em được học 4 nội dung. Nội dung thứ nhất đó là truyền thống dựng nước đi đôi với giữ nước. Nội dung thứ hai là truyền thống lấy nhỏ chống lớn, lấy ít địch nhiều. Truyền thống thứ ba là truyền thống cả nước chung sức đánh giặc, toàn dân đánh giặc toàn diện. Và cái truyền thống thứ tư là truyền thống thắng giặc bằng trí thông minh, sáng tạo, bằng nghệ thuật quân sự độc đáo. Hôm nay cô mời tất cả các em mở sách giáo khoa An ninh quốc phòng khối 10 trang 12 và mở vở ra, chúng ta tiếp tục học về phần năm nhỏ. Đó là truyền thống đoàn kết quốc tế. Mời tất cả các em ghi chép vào vở. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc ta luôn có sự đoàn kết với các nước trên bán đảo Đông Dương và các nước khác trên thế giới. Vì độc lập dân tộc của mỗi quốc gia chống lại sự thống trị của các nước lớn. Cách đây gần 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, đập tan ý đồ của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Thắng lợi đó bắt nguồn từ nhiều nhân tố, trong đó phải kể đến sức mạnh của thời đại, sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế đối với nhân dân Việt Nam. Trong giai đoạn đẩy mạnh hội nhập quốc tế hiện nay, việc tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè tiến bộ quốc tế vẫn nguyên vẹn ý nghĩa thời sự. Thắng lợi của quân dân ta tại Điện Biên Phủ trước hết là có sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân Lào và Campuchia anh em. Những nước láng giềng gần gũi có truyền thống đoàn kết, ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trong suốt chiều dài lịch sử. Khi chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 mở ra, phối hợp với chiến trường Bắc Bộ, Liên quân Lào Việt đẩy mạnh tiến công trên chiến trường Lào, phân tán, xé lẻ khối cơ động chiến lược của Pháp, giải phóng hầu hết Trung Lào, phát triển xuống Hạ Lào, giải phóng cao nguyên Bolloven. Đồng thời với đó, quân tình nguyện Việt Nam cùng với quân giải phóng Iraq đã phối hợp tiến công, giải phóng nhiều vùng đất đai rộng lớn, nối liền căn cứ địa Đông và Đông Bắc Campuchia với vùng giải phóng của Lào. Sự phối hợp tác chiến của quân dân ba nước Đông Dương đã tạo điều kiện thuận lợi cho cho trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ. Giành thắng lợi giòn giã, kết thúc chiến tranh, buộc Pháp phải ký hiệp định Geneva ngày 21 tháng 7 năm 1954. Không chỉ có Lào và Campuchia, thì trong suốt cái cuộc kháng chiến chống Pháp,
Việt Nam và Trung Quốc đã có nhiều sự ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau. Chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ, Đoàn Cố vấn Quân sự Trung Quốc đã tích cực tham gia cùng các tướng lĩnh Việt Nam trong cuộc khảo sát, lên kế hoạch và chuẩn bị chiến trường. Đặc biệt, bước vào chiến dịch, Việt Nam đề nghị Trung Quốc giúp đỡ và Trung Quốc lập tức đáp ứng trên tinh thần toàn lực chi viện, chiến trường cần thứ gì, cần bao nhiêu đều cố gắng cung cấp nhanh nhất. Đấy, cô nói như thế để cho các em biết là trong quá trình đánh và chống lại giặc ngoại xâm thì đất nước ta đã có sự đoàn kết quốc tế với rất là nhiều nước. Về phía Liên Xô thì từ năm 1950, sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Liên Xô đã viện trợ Việt Nam một số mặt hàng có ý nghĩa chiến lược về quân sự, kinh tế. Trong đợt 3 của chiến dịch Điện Biên Phủ, Bộ Chỉ huy chiến dịch quyết định bổ sung 12 dàn hỏa tiễn H-6 trong tổng số 14 dàn do Liên Xô viện trợ để tham gia chiến đấu, trực tiếp tác chiến tại khu vực Bắc Him Lam. Hỏa tiễn H-6 đã phát huy được uy lực khiến cho đối phương vô cùng hoảng sợ, góp phần làm cho quân đội Pháp suy sụp tinh thần nhanh chóng, tê liệt ý chí chiến đấu và thất bại. Bên cạnh cái sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ thì còn phải kể tới cái sự ủng hộ, giúp đỡ của các dân tộc bị áp bức ở châu Á, châu Phi, Mỹ Latin và phong trào đấu tranh của nhân dân tiến bộ trên thế giới, trong đó có nhân dân tiến bộ Pháp. Và các em có biết không, đối với thực dân Pháp, cuộc chiến tranh ở Đông Dương được nhân dân Pháp gọi là cuộc chiến tranh bẩn thỉu, phi chính nghĩa, phản động, chống lại sự tự do của nhân dân Việt Nam. Do đó, đến tháng 8 năm 1953 thì có tới 82% người Pháp đã đồng tình chấm dứt cái cuộc chiến tranh xâm lược đó. Để thực hiện hóa trào lưu này thì Đảng Cộng sản Pháp đã cử sang Việt Nam một số đảng viên giúp làm công tác binh vận trong hàng ngũ quân đội của Pháp. Trên các diễn đàn quốc tế, các đại hội học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ, vân vân thì các bạn Pháp đều chủ động gặp gỡ các đại biểu của Việt Nam, nhờ họ mang về Việt Nam nhiều tặng phẩm, quà, báo chí, thư từ, tiền bạc. Đấy, các em thấy là người dân Pháp cũng không ủng hộ cái cuộc xâm lược của Pháp đối với Việt Nam. Và sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế là một trong những nhân tố quan trọng góp phần vào chiến thắng của Điện Biên Phủ năm 1954. Với thắng lợi này thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận định nhân dân Việt Nam hiểu rõ rằng đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là thắng lợi. Cho nên muốn giành được thắng lợi trong cuộc đấu tranh vĩ đại ấy, điều kiện quan trọng là sự đoàn kết nhất trí giữa các lực lượng tiến bộ trên thế giới. Trước hết là sự đoàn kết nhất trí trong phe xã hội chủ nghĩa, trong phong trào cộng sản quốc tế. Trên thực tế, những năm kháng chiến chống Mỹ, mặt trận đoàn kết quốc tế ủng hộ và giúp đỡ nhân dân Việt Nam đã hình thành ngày càng lớn mạnh. Tòa án quốc tế Bertrand Russell được thành lập và tiến hành các phiên họp xét xử tội ác của đế quốc Mỹ đối với nhân dân Việt Nam. Chính phủ, các nhà hoạt động chính trị, xã hội và dư luận nhiều nước, kể cả một số đồng minh chiến lược của Mỹ,
đã lên tiếng phê phán cái cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam và Đông Dương. Bên trong nước Mỹ, cái phong trào phản đối chiến tranh, phản đối chính quyền không ngừng tăng lên, biến thành sự bất đồng, chia rẽ ngày càng gay gắt về chính trị. Vào những năm 1967, 1968, 1971, 1972, phong trào chống chiến tranh lan rộng ở một loạt các thành phố, các trường đại học trên toàn nước Mỹ. Điều đó trở thành nhân tố ngày càng quan trọng, tác động mạnh tới sự ổn định trong lòng nước Mỹ, chi phối quá trình điều hành chiến tranh của chính phủ Mỹ và cuối cùng buộc chính quyền Mỹ phải chấm dứt sự dính líu về quân sự ở Việt Nam. Đấy, các em thấy được là cái sự đoàn kết quốc tế nó vô cùng quan trọng. Đây là hình ảnh sự phối hợp tác chiến của quân dân ba nước Đông Dương đã tạo điều kiện thuận lợi cho trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ giành thắng lợi. Đây là ảnh tư liệu cho nên các em quan sát thì nó cũng hơi mờ. Đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung đã trở thành truyền thống, là một nhân tố thành công trong sự nghiệp đánh giặc, giữ nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là bức ảnh nhân dân Ba Lan nồng nhiệt đón chào Chủ tịch Hồ Chí Minh và đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tháng 7 năm 1957. Các em quan sát bức ảnh và biết rằng cái sự đoàn kết quốc tế của Việt Nam với các nước bạn được thực hiện rất là tốt. Sau đây, cô mời tất cả các em chúng ta tiếp tục ghi vào trong vở phần 6 nhỏ. Truyền thống một lòng theo Đảng. Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời đến nay đã lãnh đạo nhân dân ta giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Như các em đã biết, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3 tháng 2 năm 1930. Đó là kết quả tất yếu của sự kết hợp chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã mở ra thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam, thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đánh giá ý nghĩa của việc thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: việc thành lập Đảng là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam ta. Nó chứng tỏ rằng giai cấp vô sản ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng. Hơn 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vĩ đại vì lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động
và dân tộc Việt Nam. Các em biết không, khi chỉ mới 15 tuổi, có khoảng 5.000 đảng viên, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công tốt đẹp, đập tan được ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước dân chủ nhân dân dựa trên nền tảng liên minh công nông do giai cấp công nhân và do giai cấp công nhân lãnh đạo đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Tiếp nối những thắng lợi, Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh, chống thực dân Pháp xâm lược, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Lãnh đạo cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, chống đế quốc Mỹ xâm lược, mà đỉnh cao là thắng lợi của mùa xuân năm 1975. Đó chính là ngày 30 tháng 4 năm 1975, đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Các em có biết không, đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, đã phát biểu tại đại hội lần thứ tư của Đảng: năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20, một sự kiện có tầm quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc. Sự nghiệp đổi mới đất nước trong hơn 30 năm qua, tuy vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách, song đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Đất nước đã thay đổi toàn diện, khắc phục hậu quả chiến tranh để lại, ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá nhanh, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng an ninh được đảm bảo, hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường, vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Lịch sử đã chứng minh quá trình lãnh đạo cách mạng dù gặp muôn vàn khó khăn, thử thách, Đảng vẫn luôn bền tâm, vững chí, gắn bó máu thịt với nhân dân, chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trên mọi trận tuyến, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, thấm nhuần và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, phấn đấu thực hiện tốt những điều căn dặn của Người trong di chúc thiêng liêng, sẵn sàng cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng dựa vào dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Đảng, dân bên Đảng, sắc son, tin tưởng tuyệt đối và một lòng, một dạ đi theo Đảng sẽ tạo nên sức mạnh vô song.
các em biết Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Thực tế cho thấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta từng bước vượt qua khó khăn, thử thách, vững bước đi lên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Lịch sử Việt Nam trải qua nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước, gian khổ nhưng đầy vinh quang, tự hào. Truyền thống đánh giặc, giữ nước của dân tộc ta ngày càng được các thế hệ tiếp nối, kế thừa và vận dụng sáng tạo. Thế hệ trẻ Việt Nam đã và đang thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Như vậy là các em đã học xong cái bài đầu tiên ở trong sách giáo khoa, đó là bài truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam. Ở phần câu hỏi ôn tập, chúng ta có 3 câu hỏi. Thì hôm trước cô đã cho các em làm cái câu hỏi thứ nhất. Sau đây chúng ta tiếp tục nghiên cứu 2 câu hỏi tiếp theo, đó là truyền thống đánh giặc giữ nước của nêu cái truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam và trách nhiệm của học sinh đối với việc phát huy truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thì 3 câu hỏi này, thì 2 câu đầu đều có trong sách giáo khoa, riêng câu thứ 3 là không có. Cho nên cô có một vài những cái gợi ý để các em trả lời cho cái câu hỏi này. Cái phần gợi ý này giúp cho các em hiểu thêm về cách trả lời của câu thứ 3, để sau này khi có bài kiểm tra, các em có thể dựa vào đó để chúng ta làm được cái bài kiểm tra sao cho nó có cái kết quả tốt nhất. Cái gợi ý của câu 3 như sau: cái trách nhiệm của học sinh đối với việc phát huy truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đó là các em luôn phải chăm ngoan, học giỏi, nghe lời ông bà, cha, mẹ, phấn đấu học tập tốt để có thể cùng nhau đưa đất nước ta trở thành một cường quốc về tri thức. Và các em cũng đã biết là trong những cái đấu trường thi đấu về tài năng tri thức thì Việt Nam ta cũng giành rất nhiều những huy chương, có rất nhiều những bậc giáo sư, tiến sĩ. Nói chung là con người Việt Nam ta là có rất nhiều những người tài giỏi. Cái gợi ý thứ hai, trách nhiệm thứ hai, đó là các em phải thường xuyên trau dồi kiến thức mới, khoa học, công nghệ để có thể bắt kịp thời đại, tránh để đất nước bị tụt lại phía sau.
Cái câu trả lời thứ ba, cái trách nhiệm thứ ba của các em là phải giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Cái trách nhiệm thứ năm đó là am hiểu tốt về lịch sử, hiểu được truyền thống để có thể hiểu rõ được trước đây ông cha ta đã giành độc lập như thế nào và sau này chúng ta cần phải gìn giữ ra sao. Đấy, qua những cái bài này là các em cũng đã hiểu được cái truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta. Đấy, ngoài về phần học lịch sử thì học về cái lý thuyết của quốc phòng an ninh là các em cũng sẽ hiểu thêm, nắm thêm được về những cái truyền thống đánh giặc giữ nước của ông cha ta trước đây. Và khi hiểu được các ông cha ta ngày xưa đã phải khó khăn vất vả như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ cần phải gìn giữ ra sao. Cái trách nhiệm tiếp theo đó là các em phải biết tiếp thu và phát huy truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, xây dựng được lòng yêu nước nồng nàn, ý thức trách nhiệm công dân, phát huy tinh thần sáng tạo, vượt khó khăn, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, phấn đấu vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Đấy, trách nhiệm của các em là hết sức cao cả, nhưng nó cũng rất là đời thường. Đó chính là những cái việc mà chúng ta phải luôn luôn học tốt. Sau khi kết thúc bài thứ nhất, chúng ta sẽ có bài kiểm tra 15 phút. Cái bài kiểm tra này cô yêu cầu các em làm ra giấy và chụp gửi qua Zalo cho cô. Cô sẽ chấm điểm 15 phút ghi vào sổ điểm. Câu hỏi như sau. Mời các em chuẩn bị giấy, chúng ta ghi câu hỏi. Ta chỉ có một câu hỏi duy nhất, đó là các em hãy nêu truyền thống đánh giặc của dân tộc Việt Nam. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Hôm sau chúng ta sẽ học sang một cái bài mới hoàn toàn, đó là lịch sử truyền thống của quân đội và công an nhân dân Việt Nam. Đấy, các em sẽ tiếp tục học về học và biết được cái lịch sử và truyền thống ngoài của dân tộc và còn có thêm của quân đội và của công an. Bài học của chúng ta tạm dừng tại đây. Cô xin chào tất cả các em và các em chúc các em cuối tuần có một ngày học tập và nghỉ ngơi thật là vui vẻ, bổ ích. Cô tạm biệt các em.